và tất cả những kim cương của Kỳ Lân Luxury là những viên kim cương có giấy GI 750 nha. Tất cả Kỳ Lân chỉ làm vàng 750, 18K, 750, vàng 75. Cho nên là khi mà Kỳ Lân làm sản phẩm cũng như dịch vụ mình cung cấp, khách hàng Kỳ Lân đã biết tất cả những nhược điểm đó là làm sao để tuyệt đối, gần như là tuyệt đối không bị rớt hột. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, Kỳ Lân Luxury.com. Và hôm nay tiếp tục chủ đề review sản phẩm thì Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách một chiếc nhẫn nữa. Clip trước thì là chiếc nhẫn của Patek Philippe có thể chạy đồng hồ bằng pin tuyệt vời. Thì hôm nay chủ đề về nhẫn theo thương hiệu của hãng Rolex. Và như chúng ta đã biết thì Rolex, hãng Rolex này là một trong những hãng tên tuổi số 1 thế giới về ngành đồng hồ. Và hãng này đã ra đời trên 100 năm do ông Hans Wunder sáng lập. Và đây là chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ Kỳ Lân demo trong clip thôi. Và demo để cho quý khách biết là Kỳ Lân đang giới thiệu về một sản phẩm theo dựa theo form của chiếc mẫu đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ 116233. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Rolex Demi. Và mẫu này thì hiện tại là được unisex, tức là dùng unisex, nam nữ dùng ok. Trước kia thì nữ dùng size nhỏ hơn, nhỏ hẳn luôn, nhưng mà theo hướng xã hội bây giờ ngày nay thì đa số nữ dùng size 36 luôn. Thì size 36 là một trong những size thành hình nhất của đồng hồ Rolex, đặc biệt là đối với bàn tay của người châu Á, ở Việt Nam là cụ thể size 36 là size mà được nhiều người dùng nhất và phù hợp với nhiều đôi bàn tay của người Việt Nam mình nhất. Thì dựa theo cái mẫu 116233 này thì Kỳ Lân ra đời kích tâm chế tác một cái sản phẩm nhẫn theo thương hiệu của đồng hồ Rolex ra đời. Kỳ Lân cũng thiết kế theo kiểu Demi luôn. Thì như chúng ta đã biết thì đồng hồ Rolex có rất nhiều phiên bản cũng như là rất nhiều sản phẩm có những chất liệu khác nhau. Ví dụ như đây là chiếc đồng hồ Demi, bên vỏ ngoài là bằng thép, ở Demi bên trong nó là bằng vàng, màu vàng chanh. Và cũng phiên bản như vậy, nhưng nó là ở ngoài là bằng thép, bên trong là bằng rose gold, bằng hồng. Hoặc là có những cái vàng full vàng khối, hoặc là có những cái full thép. Thì đó là những cái mẫu mà Rolex đang rất thịnh hành. Và mẫu mà Kỳ Lân thấy nhiều người thích nhất, theo Kỳ Lân thấy nhiều người thích nhất, bởi vì nó vừa tầm ở giá mức tiền và cũng là nó rất đẹp về kiểu dáng, đó là mẫu Demi như thế này. Và Kỳ Lân đã ra đời chiếc nhẫn Rolex, hiện tại đang review là chiếc nhẫn Rolex Demi Mid Gold. Có nghĩa là một phần là bằng vàng trắng, một phần là bằng vàng hồng. Và cũng tương tự như mẫu đồng hồ phiên bản, một phần là vàng trắng, một phần là vàng chanh. Nếu như quý khách đang đeo mẫu đồng hồ Rolex nào trên tay, ví dụ như là full vàng hồng, hoặc là full thép, hoặc là Demi vàng chanh giống như vậy, thì liên hệ với Kỳ Lân để làm chiếc nhẫn phù hợp, tương đồng, tương xứng với mẫu đồng hồ chúng ta đang đeo. Cụ thể như đây là chiếc đồng hồ Rolex Demi vàng chanh và thép, thì mình sẽ làm một chiếc nhẫn là một chiếc nhẫn Rolex vàng trắng và vàng chanh. Nó sẽ rất là phù hợp, nó là một bộ, nó sinh ra và dành cho nhau vậy đó. Còn nếu như chúng ta đang đeo một chiếc đồng hồ full vàng khối, vàng hồng, rose gold, thì chúng ta sẽ làm một chiếc nhẫn full vàng hồng. Còn nếu như chúng ta đeo một chiếc đồng hồ bằng thép thì chúng ta sẽ làm một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Kỳ Lân không có làm bằng thép. Tất cả Kỳ Lân đang làm tất cả sản phẩm về chế tác nữ trang cũng như là trang sức, những gì liên quan đến vàng 18K, ao 750 và kim cương thiên nhiên, Kỳ Lân không làm chất liệu khác ngoài hai chất liệu này. Tuy nhiên có một số sản phẩm mà làm bằng bạc cũng có, nhưng mà nó sẽ nằm trong một số ít thôi. Và nếu như chúng ta muốn làm theo những thương hiệu khác, cụ thể là Patek Philippe, thì chúng ta sẽ đặt Kỳ Lân làm một chiếc nhẫn Patek Philippe bằng vàng hồng như thế này, hoặc là màu sắc. Hoặc là quý khách thích làm một cọng dây chuyền Vertu theo hãng điện thoại Vertu Easy để đeo. Và clip về sợi dây chuyền dựa theo hãng Patek Philippe sắp sửa ra mắt vào thời gian sắp tới, hãy đón xem cùng Kỳ Lân nhé.
và tùy theo đôi bàn tay xinh xắn của quý khách to hay nhỏ, và tùy theo ý muốn sở thích của quý khách là đeo hộp chủ to hay nhỏ. Thì những cái viên mà kim cương nhỏ này thì nó đã có chừng với cái mẫu này rồi. Và đối với hộp chủ, quý khách thích to hay nhỏ, hoặc là tùy theo cái size tay. Ví dụ như size tay nhỏ thì mình làm hộp nó cân đối là hộp vừa thôi. Còn nếu như mà size chúng ta to thì chúng ta phải làm hộp to, nó sẽ cân đối với cái tay của chúng ta. Thì hộp từ 4.5 ly, 5.4 ly, 7.2 ly, 8.1 ly, vân vân. Nói chung là quý khách muốn như thế nào Kỳ Lân sẽ đáp ứng như thế. Và tất cả những kim cương của Kỳ Lân Luxury là những viên kim cương có giấy GI, và chính sách thu đổi kim cương rất là tốt để cho quý khách luôn luôn ủng hộ Kỳ Lân và mua những chiếc nhẫn này vừa đeo thời trang. Và chúng ta cũng biết rằng đeo kim cương nó cũng giống như là một cái đầu tư, giống như đất nhà vậy. Kim cương vẫn tăng giá và những hộp chủ này vẫn tăng giá, như năm vừa qua đã tăng rất là nhiều. Vì vậy, vừa là thời trang, vừa là tài sản, vừa là một cái sản phẩm mà mình có thể mang đi quốc tế, mình có thể là đem thay tiền. Đó là những cái mà ưu điểm của việc thích đeo kim cương sang tài sản và đi được nhiều nơi, và còn tăng theo giá trị theo năm tháng nữa. Thì đối với chiếc này là vừa nên Kỳ Lân chọn là 5.4 ly. Đối với chiếc này là to nên mình sẽ chơi là 7.2 ly trở lên mới đẹp. Đây là chiếc demi vàng hồng với vàng trắng 750 nha tất cả. Kỳ Lân chỉ làm vàng 750, 18k, 750, vàng 75. Thường thì từ trước đến nay người tiêu dùng mua nữ trang ở mình á, thường thì quen với kiểu dáng mẫu mã rồi, ít để ý chất lượng. Tại vì theo thói quen ra tiệm vàng mua thấy đẹp thì mua thôi. Và thường theo như thị trường bây giờ thì các tiệm vàng họ thường bán vàng 61 là nhiều, và mọi người bắt đầu mới quen dần với vàng 18-750 này. Và theo thông thường thì ở ngoài người ta hay gọi là vàng tay, nên hay gọi là vàng 18 quen, nhưng mà có nhiều người lầm bảo là 18 là của 61 là vàng 18. Nhưng đúng là nguyên tắc là vàng 18 là phải 750 thành vàng vàng là 75. Còn vàng 61 nó là vàng 16 thôi, nhưng mà trong đúng theo công thức thì nó vàng 61 là vàng cuối của 14K. Và bây giờ mình sẽ đi soi chất lượng. Đây là một chiếc nhẫn dựa theo mẫu thiết kế của điện thoại Vertu mà Kỳ Lân đã ra, kích tâm ra, chế tác ra chiếc nhẫn này. Và bất kỳ những mẫu nào, hãng nào mà quý khách muốn kích tâm những sản phẩm để đi kèm thì liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng theo những cái yêu cầu của quý khách. Không những nhẫn đâu, dây chuyền này thì nguyên cái mặt là dựa theo cái điện thoại Vertu, và giữa những mắt nối để mà mình đeo được như thế này là đây là những cái logo của Vertu. Và xen kẽ giữa những mắt logo này là những viên kim cương thiên nhiên, rồi kèm với một chiếc nhẫn nữa. Không phải là mặt dây chuyền không, không phải là sợi dây chuyền không, mà còn chiếc nhẫn. Mà không phải một mẫu nhẫn không, mà thêm một mẫu nhẫn này nữa. Nói chung là sẽ có nhiều option, những cái kích tâm khác nhau theo yêu cầu. Và mỗi sản phẩm mình sẽ làm cho nó trở nên độc bản cho mỗi cá nhân của mỗi khách hàng thôi. Rồi, bây giờ cho anh mượn cái này đi, em cầm. Đây là phần chất lượng nè, từng chấu giữ hột và tỷ lệ chia hột và đường kẻ chia hột và kỹ thuật nhận hột nó phải chuẩn. Từng chấu hột nó rất đều với nhau, nó rất đẹp. Và tùy vào nhu cầu của khách là muốn hột kim cương tròn hay là vuông, hay là kim cương baguette, thì Kỳ Lân sẽ phục vụ đúng theo cái yêu cầu của quý khách. Đây là kim cương vuông, là 4 chấu giữ kim cương cực kỳ chuẩn. Và với đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu về chế tác, kích tâm, chế tác những sản phẩm nữ trang vàng kim cương. Bởi vì tất cả những sản phẩm và dịch vụ Kỳ Lân đang giao lưu với khách hàng là những cái mà Kỳ Lân đã phải trải nghiệm rồi, và Kỳ Lân sẽ thấy được những cái nhược điểm bên ngoài rồi. Và khi Kỳ Lân vận hành giao lưu bán sản phẩm cho khách hàng và giao lưu với quý khách, và ví dụ cụ thể như trước kia Kỳ Lân đã từng mua những sản phẩm nhẫn ở bên ngoài trải nghiệm và luôn luôn bị rớt hột,
và Kỳ Lân phải mất thời gian đi tra. Lâu lâu làm mới nó cũng bị rớt hồn, và đang đeo rửa va chạm nhẹ cũng rất hụt, và đó là những cái nhược điểm mà Kỳ Lân nó thấy được ở những sản phẩm bên ngoài. Cho nên là khi mà Kỳ Lân làm sản phẩm cũng như dịch vụ mình cung cấp khách hàng, Kỳ Lân đã biết tất cả những nhược điểm đó là làm sao để tuyệt đối, gần như là tuyệt đối không bị rớt hụt. Đó là một trong những yếu tố đã tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ Lân Luxury về ngành chuyên chế tác sản phẩm vàng kim cương hiện nay. Một lần nữa, Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip này và để đồng hành cùng những clip về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Kỳ Lân kính mong khách hãy subscribe, đăng ký theo dõi kênh YouTube này, cũng như like theo dõi cái trang fanpage của Kỳ Lân Luxury để mà cập nhật những video mới nhất. Kỳ Lân cảm ơn và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury, kỳ lân luxury.com. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.